Xin chào tất cả các bạn. Mình là Đặng Bánh Mì. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là bó hai mẫu giỏ quà. Một là mẫu giỏ quà là không có rượu. Và mẫu thứ hai là mẫu có rượu. Tại sao mình lại bó như vậy? Tại vì có rất nhiều các khách hàng là họ phản ánh là sẽ không lấy rượu. Vì luật của Việt Nam là đang nghiêm cấm lái xe là uống rượu bia. Chính vì vậy là mình cũng sẽ tạo ra là hai mẫu luôn, một mẫu dành cho những người để uống ở nhà và một mẫu thì là không uống rượu luôn. Đấy, chúng ta bắt đầu nhé các bạn. Đấy, chúng ta vẫn sẽ cho hộp bánh như bình thường. Rồi, hai mẫu này, một mẫu cho chai rượu và một mẫu không. Cho chai rượu này, mẫu này là không có rượu này. Đấy, chúng ta vẫn sẽ cho các sản phẩm như bình thường, nhíp đông mình sẽ đặt luôn ở bên này. Còn bên này thì mình sẽ thay thế là mình sẽ đặt luôn trước cái chai rượu này. Okay. Tiếp theo là hai hộp mứt. Sẽ thêm kẹo nữa các bạn. Cái mẫu không có rượu thì chúng ta sẽ cho thêm chè. Còn mẫu có rượu chúng ta vẫn cho thêm một chè nữa các bạn. Đấy. Tiếp theo là sẽ cho thêm kẹo. Một hộp kẹo to. Mình sẽ xếp ở giỏ không có rượu. Đấy. Bia thì không để thiếu chứ các bạn. Bia ở cái giỏ không có rượu bắt buộc phải có này. Đấy. Rồi, xong. Cái mỡ không có rượu mình đã bỏ xong nhé. Đây. Rất là đẹp. Tại thì mình hôm nay là đến ngày 22 âm thì mình đã bó là được gần 200 giỏ quà rồi các bạn ạ. Công cuộc bó quà vẫn còn rất là dài. Mỗi ngày mình sẽ làm mấy cái clip mình sẽ tung lên. Đây, đây là mẫu giỏ không có rượu nha các bạn, cũng rất đẹp. Tiếp theo mình sẽ lại sang bên là mẫu có rượu nhé. Mỗi có rượu chúng ta sẽ cho là gói kẹo. Mình sẽ phải bóc giá đây các bạn ạ. Xong. Được rồi chưa? Một lon bia, một lon nước cam. Lon bia sẽ để bên này. Nước cam để bên này. Các bạn có biết là cái giỏ bên nào đắt tiền hơn không? Nếu mà những ai bán hàng thì cũng sẽ đoán được ra. Nhưng mà nếu mà những ai mà là khách hàng thì hơi khó.
bó này. Xét về độ nặng thì cái giỏ có rượu sẽ nặng hơn nhé các bạn. Nhưng mà về trị giá giá tiền thì mình đang bó cái giỏ không có rượu đang là đắt hơn. Nhạc nào mình cũng nhảy được hết, chỉ cần là có nguyên liệu vào là mình sẽ nhảy được. Đấy. Xong đây là một mẫu có rượu và một mẫu không có rượu. Và cái mẫu không có rượu này mình thấy đang đẹp hơn nhiều các bạn ạ. Như là các bà mà đi biếu mọi người mà đi biếu cho các bà chẳng hạn, bà mẹ Việt Nam anh hùng ấy, thì là sẽ không cần rượu chè làm gì cả, sẽ làm bó này. Bó này nó trị giá là tầm 160-170 thôi các bạn. Mình thì mình chuyên bó nên là mình không nhớ được giá mấy đâu, nên là mình áng chừng cái giỏ này là tầm 160 đi. Cái giỏ này tầm 155, nhưng mà giỏ rất nặng. Rồi nhẹ hơn một tí. Mọi người thấy video của mình có tính hài hước thì nhớ ủng hộ mình một like nhé. Xin chào tất cả các bạn.